ngày 25 tháng 5 năm 2002, tại sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan. Một chiếc Boeing 747 cỡ lớn đang chuẩn bị hoàn tất những bước cuối cùng để thực hiện một chuyến bay ngắn đến Hồng Kông. Chuyến bay mang số hiệu CL611, có hành trình từ Đào Viên, Đài Loan đến Hồng Kông. Độ dài đường bay là 807 km, sẽ mất khoảng 1 giờ 30 phút bay. Cơ trưởng của chuyến bay là ông Di Chinh Phong, 51 tuổi. Ông có kinh nghiệm 11.300 giờ bay, với 9.200 giờ trong số đó là trên B747. Gia nhập China Airlines vào năm 1991 và trở thành cơ trưởng sau 6 năm. Là người được các đồng nghiệp tôn trọng và có quan hệ tốt trong công việc cũng như gia đình. Cơ phó là ông CJ Seong, 52 tuổi, có kinh nghiệm 10.100 giờ bay, với 8.000 giờ trong số đó là trên B747. Chuyến bay hôm nay cũng sẽ đưa ông tới Hồng Kông để du lịch vài ngày. Ông được đánh giá là người có sức khỏe tốt, không sử dụng chất kích thích, đặc biệt là thuốc lá. Kỹ sư bay là ông Chao Senko, 54 tuổi, có kinh nghiệm 19.100 giờ bay. Có tất cả 225 người trên máy bay, bao gồm 206 hành khách và 19 thành viên phi hành đoàn. Máy bay Boeing B747-200 mang số đăng bạ B18255 có chuyến bay đầu tiên vào tháng 7 năm 1979, đã tích lũy được hơn 64.800 giờ bay với hơn 21.300 chu kỳ cất hạ cánh, vừa được bảo dưỡng cách đây 3 tuần. Mười lăm phút sau, chuyến bay CL611 bay ổn định ở độ cao 35.000 feet. Lúc này, máy bay đang rời khỏi vùng kiểm soát của sân bay Đào Viên. Để đến Hồng Kông, chuyến bay CL611 sẽ bay dọc theo eo biển Đài Loan. Đèn hiệu thắt dây an toàn được tắt, phi công bắt đầu gửi lời chào đến hành khách. Các tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn trên máy bay. Lúc này, phần đuôi máy bay đang có những dấu hiệu bất thường. Chiếc Boeing 747 mang số đăng bạ B18255 này là chiếc 747 cuối cùng của China Airlines. Hãng hàng không này đang có kế hoạch loại biên dòng máy bay này để thay bằng các loại máy bay khác hiệu quả hơn. Chiếc B747 này đã được bán cho Ryan Thai Airlines với giá 1,74 triệu USD và đang đợi ngày bàn giao. Vì thân máy bay đã trải qua 22 năm hoạt động, nên lúc này các vết nứt thời gian đã bắt đầu xuất hiện. 15 giờ 33 phút, một tiếng nổ lớn phát ra ở đuôi máy bay. Thank you.
chuyến bay 611 phát nổ ở độ cao hơn 10.000 mét. Tất cả 225 người thiệt mạng nhưng chỉ có 175 người được tìm thấy. Vụ tai nạn trở thành thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Đài Loan. Chính phủ Đài Loan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và trục vớt lớn nhất trong lịch sử quốc gia này. 22 năm trước, khi chiếc máy bay này hạ cánh tại sân bay Hồng Kông sau hành trình dài từ Jeddah, Ả Rập Xê Út, do phi công đáp với góc mũi quá cao so với quy định, làm đuôi máy bay bị va đập với đường băng. Và hạ cánh đã tạo ra một vết nứt lớn. Các kỹ sư của China Airlines sau đó cũng đã sửa chữa và khắc phục vấn đề này. Nhưng họ đã không làm đúng theo quy trình về việc sửa chữa những vết nứt sâu như hướng dẫn của nhà sản xuất Boeing, rằng phải được tháo ra và thay mới. Vì muốn tiết kiệm thời gian, họ chỉ dùng một tấm nhôm để che lên vết nứt. Sau nhiều lần cất hạ cánh, các vết nứt ngày càng xấu đi. Vụ tai nạn phần nào cũng đã phản ánh được cách bảo trì sơ sài của China Airlines. Vết rách sau 22 năm cũng không được kiểm tra lại.